cái tao nó nhỏ chứ là nó nè, sao đây? Ôi được rồi. Nó đem nó mở rồi, nó lấy rồi nó mở, nó để chỗ cái trụ cửa. Về dán lại chỗ kia là nó sáng sủa. Sáng chi? Sáng chi đâu. Ủa cái này nãy mài làm sao chị dắt hả? Dắt là nhồi nêu muối đường ngọt. Ủa muối đường với nước cốt. Nước cốt dừa. Đi bò đủ không? Mỗi cố sai. Dầu rồi, thấy dầu rồi, mở mấy dầu rồi. Sao mà dính đâu cái giả giò mà dính. Dính ấp ra dưới làm có đầu bọc quay không có dính. Dính sao không dính? Dính cái bà không dính. Hát hai pha miếng dầu vô màu chịu. Bỏ chưa hạt em rồi chưa, đưa hạt em đây. Tiêu rồi chưa, đâu cho quay. Để hoài cái chút rồi bỏ lên. Này để cho kẻ lên lên. Để đưa cho hạt em. Không chín hả? Ừ, nó dính dính không? À, ăn cái này, bùi xạo luôn. Cái này trăm họ ăn rồi mấy em nội ơi. Thì bán như vậy. Để tiêu chưa? Rồi còn gì nữa không nhắc em lát không ăn mua cậu kia lát chính là nhà cậu. Cậu củ đỏ. Ai biết sẵn hả? Ừ. Còn sẵn lắm chứ. Đây lấy lên để lát lấy không được á. Thầy khỏi mẹ. Cần gì là nó ấy xong. Lấy hai miếng nhắc nhắc cái này. Ờ, à, bỏ này đi. Cái giờ trống. Dạ. Chị bỏ cái này. Có gì chị? Bột năng. Bột năng hả? Sáng chói luôn. Trời ơi, cái tay không quá. Lấp la lấp lánh luôn. Trời đất ơi. Bóp bằng tay không quá Bình. Thì đó. Đều hai tay ghê luôn. Năm người im ha. Nhất là đỏ ngạo. Cái nấm lạ, nấm chà mì. Cái nấm lẩu đâu? Nấm lẩu đây. Để dắt bộ của mì nè. Cái hồng là ủa sao không lấy cái nồi thôi nhắc mà lấy cái nồi của mì. Cái nồi nhỏ quá bỏ sự dĩ vô không có vừa.
cái nồi nhỏ quá, cái sửng của bà Mười bự quá. Thôi chứ nồi gì nữa. Nấu rồi vừa lại à. Cái này núm này đi vào kia thảo hai chị nhé. Ủa đó bà làm bánh gì bà? Bà bán hủ tiếu mà. Người ta hữu cộng hả? À, tàu hữu phi lấy cái cộng. Tàu hữu cộng khác đúng không? Tàu hữu cộng khác đúng không? Tàu hữu cộng khác. Thử đi, được rồi đó. Chưa làm gì chưa? Chưa làm, mong còn được làm. Chút nữa. Sao để lưng xẹo vậy? Trời đi. Hồi nãy để thêm không? Có lại nhiều để bớt lại. Có nhiều để lại. Nấu sao mà nó khô, khô ngon quá ha má ơi. Nước khô mà nó bờ rời luôn á. Nói nghe, bữa tập ở đâu còn không? Nay về bên tay rồi. Chọn hôm trước gì vậy? Trời ăn luôn rồi. Thôi nó cười. chụp hình quay vô quay vô. Mới giờ cắn tay nó quay luôn rồi. Đụng răng á. Chính chưa? Tao tương thử mà chính chưa mà. Thôi đừng có giả bộ. Đúng rồi. Màu đẹp quá ha. Trời rớt tổng này. Nóng quá là quăng luôn. Chị lấy tay bình quay gì bình. Để em quay thêm cái mặt nữa. Đây.
cắt bóc tay của mình, cho bóc bằng quần áo của mình. Đúng rồi. Đâu ghê thiệt. Chụp này đi. Mình đẹp quá ha. Mày nữa nè. Ủa cái này nó đen đen thì sao nó đen? Nấm nấm gì vậy? À nấm với lại chả hả? Hèn gì em nói ủa chả sao lại có cái? À chị sao nấm chả nấm chứ hay là chả? Rồi cái Nhưng nó làm bằng gì? Ủa nãy giờ bị cũng vậy luôn. Vậy luôn nhưng mà nó đẹp quá. Tại em cứ ngủ. Tư nãy giờ bị chưa xào hả Tư? Chị Nam không có tấm đầu, còn có hai gối đầu. Tại vì cái ngồi mà phải gối lại mới được. Phải gối. Chứ không nó bung. Đã là một đây đây. Nãy năm làm cái ruột nhiều quá năm. Gối đi. Thì múc con tô ra, múc những chỗ khác gối. Nghiệp dễ sợ không làm quá trời ăn cơm không vậy đó. Ta đương ăn ta lùa. Ăn cơm chè nghi nước đúng không? Trời ơi. Ta đương lùa mà nó lại nó quay ngay cái tô ta luôn. Ừ. Đứng nấu là khá thoải mái gì đó. Khi lên khi xuống cũng khó khăn. Mấy giờ rồi bà con? Trưa rồi đó. 12 giờ 10. 12 giờ 10 mà 2 giờ thầy mới cúng phải không? Mình ấy giờ mình xong mình cúng nha. Không bây giờ mình lấy xong mình cúng nước đai. Giờ đúng rồi nha. Bây giờ xào đi, xào đi, hạt cảm thì trộn lại.
cái này ngâm lại hả, ngâm lại cho nó mềm chút, còn này xé ra không sắc quên làm gì đây, có hai nào hết đó, em chia rồi đó. Làm gì cô Năm? À múc qua đây hả? Trả lời cũng như không. Vậy em kiếm nó hết đây xuồng gì cũng được, giờ tự xử luôn rồi. Mà tôi vẫn gọi có một dĩa đậu bỏ thì lên thôi, khỏi mì được ngon, ăn được cũng ngon.
Đâu không? Rồi ớt gì hả? Trời ơi, tới quanh nữa. Ông bà cay lắm. Cắt ra đây đưa vậy sao ăn? Nó không sôi lắm nha. Cái gì? Cái của mày lại. Rồi mày đăng vậy là sao tao vô tao coi được? Mày coi thôi. Lên mày đăng mày coi thôi. Trời đất ơi. Cái ly đó ly gì ngon vậy? Vô đúng cái đó rồi. Ở đây đã. Rồi. Tự làm nó đi. Thầy tớ đi cậu. Đó đổ nó mày ra đi, nó mổ mày ra. Tính cho con miếng vừa ăn đi chứ. Nó sẽ đặng ở đây sinh. Thầy chứ. Thầy trợ ổng đó. Ông thầy gì nè? Ông thầy trơn gì đó. À, ông thầy trơn đó. Đó, ổng đi giờ ổng chết rồi. Giờ mai mốt rước vô đó rước. Đó mình giả bộ lại đó coi. Thấy không? À. Trời ơi làm giả tạo thấy sợ luôn. Đâu chín à. Ghê thiệt. Quay phim. Giống quá. Like hả đang ấy hả? Không, quay. Không gì mà nó cố chảy nó cơm không hạt là cơm người ta chiên rồi hai cái ấy đó. Không hạt. Cả hai hạt nó không hạt. Tàn sao thôi. Mới à. Mới cười đó, nó cười nó thôi mày chiên cơm không hạt hay có hạt nào mà tao ăn chứ. Nên sẽ mà bà ghé đi cái chiên cơm không hạt cho bà ăn vậy mà cố chảy thôi. Bà cái em để đi ăn mắm. Rồi thì nói bị hơi cứng hả? Con này ăn phải chan nước mắm nha. Không có, em ý là em phải chan, còn mấy bả nghe lộn quá mà. Làm gì quay gì nữa trời. Quá trời, mắt tôi quạo lên nữa trời. Đó.
rồi cái mặt nó tươi cười lên nè, quay ra cái là đó đó thấy không chứ không có quạo. Cái vỏ bỏ mì này giờ trả vỏ Ủa chị tắm mới ra không có lau mình hả chị? À, không, chị có nãy chị quên đem khăn. Sợ dễ sợ không? Nó cũng la chiêu vô ra. Chút sinh bình á, 20.000 mua cái khăn nè. Dạ không, em quay giờ em chưa đưa lên nhưng mà em... dạ nãy giờ em không có quay khúc đó, giờ chị Tư nói nha. Đúng. Không chưa đưa lên mà. Ừ mà không chịu nói. Giấu mà. Giấu mà. Giấu người ta cũng biết tận nơi rồi. Còn này là con ăn mà đem để dành là ấy nè. Tôi muốn hành đó đó dẹp đó. Nói đi. Để lại xào mì mà không có tàu ha. Quên. Không thấy đâu, mới xào để lại luôn. Dây múc hết rồi hả? Hết rồi. Thôi để chế đi. Còn chế đi nha. Đang múc hết rồi. Còn thôi thằng nào cặn đi rồi. Chỗ đi. Chỗ đi nè. Chế 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 đi nè. Từ nó nhốt nhà trên vậy, đuổi xuống cái đây vậy.